Nay mình sẽ tiến hành thay cái vỉ diốt này cho con Matiz nha mọi người. Đây là cái vỉ diốt cũ của nó này. Diốt cũ là nó đã bị một con nó bị nổ này. Thì bây giờ chúng ta phải tiến hành thay. Thay là thay cả vỉ này luôn. Đấy. Thì các bạn chú ý này, nó có những cái con ốc này. Con ốc này nó sẽ cách điện nha. Cách điện với cái chỗ này. Mình sẽ lấy cái khẩu E5 mình vặn chặt nó vào. Đấy, mọi ngày là mình bận quá nên không có thời gian làm cái video, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là làm video cái thay cái này. Đây nó có con ốc ở đây. Ở đây nó có ba con ốc hoa dâu năm nhá. Nhưng mà lúc trước là có bác đã cái con này bác ấy đã ta dô lại rồi. Nên là bằng con ốc vít. Bằng con ốc 6. Bạn chặt nó vào. Tiếp theo là ba con ốc số 7 này. Ốc này để nó chịu trách nhiệm là truyền cái điện mát, điện âm từ vỉ diốt ra vỏ. Mọi người cũng siết căng tay mà siết chặt vào nhá. Đấy anh cái kìm đấy em ơi. Siết chặt vào. Để nó dẫn cái điện xuống cái vỏ dưới này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành kẹp chặt cái này vào trong hàn thiếc vào nhá. Đấy. Đây là cái diốt của xe Daewoo Matiz nhá. Nó sẽ dùng chung từ Matiz 1, 2, 3 dùng chung này. Matiz 1, 2, 3 dùng chung. Thì mọi người lấy cái kìm bóp cái đầu này vào. Đấy, bóp cái đầu này vào. Bóp chặt nó vào. Để tí nữa mình hàn thiếc ấy. Ở đây nó có ba cái điểm chính, cái điểm hàn này. Đây này. Điểm hàn này. Điểm này và một điểm này. Và ba cái điểm bên này nữa, 1 2 3. Đấy. Thì chúng ta tiến hành hàn nhá. Đây mình bây giờ là mình đang hàn bằng một tay mọi người nhá. Nên là mình sẽ hàn bằng cách này. Đây mỏ hàn này. Nhựa thông này. Bình thường ấy là mình cầm hai tay mình sẽ hàn nó dễ hơn, nhưng mà nay mình có mỗi một tay thôi nên là mình hàn nó hơi khó. Mình đã hàn xong cái điểm này. Đấy, hàn nó chắc ở đây. Ninh ơi, cầm thước anh ạ. Đây, 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 đây. Dí vào đây. Đây là cái mũi hàn giữa cái dây dương lên lên vỉ diốt nhá. Đấy, tiếp theo là mình sẽ hàn cái mối thứ hai. Đây cái mối thứ hai nó nằm đây này. Đó. Cho xuống dưới cho. Đó. Nhớ là cho thật nhiều thiếc vào, cho thiếc vào đi. Cho thiếc nhiều vào thì nó sẽ ngấm nhiều thiếc vào đây, nó sẽ đảm bảo cái việc truyền điện qua. Thôi được rồi. Rồi. Chưa thấy đâu cả. Đây, để ở đây cho nó dễ hàn.
Thôi thôi thôi. Rồi. Rồi. Giờ sang cái mối thứ ba này. Đây là cái mối hàn thứ ba nhá. Thôi 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 thôi. Tiếc là để tiếc. Nếu mà các bạn mà không hàn được ấy, thì các bạn cho tiếc vào cái đầu này này. Cho nó nhiều nhiều một tí. Đấy. Xong đặt vào đây xong hàn cũng được. Mối hàn nó cứ bóng đều lên là được. Đấy, cái tiếc bắt đầu nó tràn ra đây. Là ok này. Sau khi hàn xong ấy thì chúng ta kiểm tra cái vòng bi. Vòng bi này thì nó cũng hơi kém thôi, nhưng mà bác chủ của xe bác ấy yêu cầu là để nguyên nên là thôi mình cũng không ấy vào nữa. Đó, sau đây là mình sẽ tiến hành mình cho lên máy mình thử nha. Mình thử xem là nó điện áp nó ra bao nhiêu, có đủ vôn hay không. Đây mọi người vào chỗ mình thử máy phát nha. Ở đây mình thử bằng cách là mình kẹp lên cái eto. Kẹp lên eto. Sau đó mình cấp cái dây vào cho nó. Cái này là dây dương và bình này. Eto nó đã có mát rồi này. Và mình cắm rắc của nó vào. Rắc của nó thì có hai chân. Một chân là chân L báo đèn. Còn chân còn lại là cấp dây chìa khóa, dương chìa khóa đi vào đây. Thì là dây hai chân. Mình sẽ cắm vào cái rắc của nó. Đây cái rắc của nó đây. Cắm vào đây. Cắm vào thì đèn báo sẽ lên này. Đèn báo lên và đồng hồ vôn đang hiển thị lúc này đang là 12,2V. Thì chúng ta hãy dùng một cái khoan nhé. Cái khoan nó có sẵn cái đầu khẩu 24. Đấy. Khoan nó đầu khẩu 24. Và chúng ta tiến hành cho khoan chạy. Cho khoan chạy thì mình xem đồng hồ vôn nó có lên hay không này. Đây là ok nhá. Khi mà phát là cái đèn báo này nó sẽ tắt đi này. Đấy, như vậy là mình đã tiến hành thay xong cái vỉ diode cho xe Daewoo Matiz rồi mọi người nhá. Đấy, mình đã thay xong cái vỉ diode máy phát cho xe Matiz. Mọi người mà có cần tư vấn về sửa chữa gì ấy, thì alo cho mình nhá. Ví dụ như có cần linh kiện gì của tất cả các mọi máy phát, máy đề. Đấy, sửa chữa thử thiếc như nào, mình sẽ hỗ trợ nhá. Và hiện tượng của nó như nào, tại sao nó phát như nào, ra như nào là mình sẽ giải thích cho. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem tin nhá.